Chào anh chị đã quay trở lại với Vinhome Ocean Park 2. Chúng ta đang có những ảnh tiến độ mới nhất về dự án Vinhome Ocean Park 2 tại Văn Giang, Hưng Yên. Và anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình là những nóc nhà của phân khu đảo Dừa, một trong những cái phân khu khép kín, một phân khu gọi là bán đảo của Vinhome Ocean Park 2, với cái con sông ở phía ngoài và phía trong này là những căn liền kề, những căn biệt thự của phân khu đảo Dừa, một trong hai phân khu đóng của Vinhome Ocean Park 2 bên cạnh đảo Ngọc Trai. Nó sẽ phù hợp với những anh chị nào mà mua để ở, không có nhu cầu kinh doanh và cần không gian riêng tư, thì chúng ta sẽ lựa chọn ở các phân khu như đảo Dừa. Thì ở đây có các cái sản phẩm tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp, nó sẽ phù hợp với anh chị. Nó sẽ rẻ hơn ở phân khu Ngọc Trai và đa dạng sự lựa chọn hơn, nhiều sản phẩm hơn. Và đảo Dừa ở phía trong có tiện ích nội khu đầy đủ như công viên của đảo Dừa với hồ bơi, rồi đầy đủ các tiện ích để chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta mua ở. Bên cạnh đó thì các phân khu khác mà chúng ta có hàng từ phía chủ đầu tư, đó là phân khu sao biển như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, với các căn liền kề của sao biển có diện tích từ khoảng 58 cho đến khoảng 70 m². Và vị trí sao biển thì nó cũng rất là tiện lợi để chúng ta di chuyển kết nối tới các phân khu khác. Ở phân khu sao biển này, các sản phẩm ở đây sẽ là những căn shop house, chúng ta vừa có thể kinh doanh, chúng ta vừa có thể để ở được. Với mặt tiền khoảng 4,5 cho đến khoảng 5 mét một căn và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài. Và phân khu sao biển này thì nó cũng nằm ở giữa trung tâm. Nó tiếp giáp với phân khu Kinh Đô Ánh Sáng với quảng trường Kinh Đô. Và đặc biệt hơn thì những cái căn nhà màu trắng như anh chị nhìn thấy trên màn hình chính là những cái nóc nhà của các block shop house của phân khu sao biển. Còn màu vàng vàng nhạt kia thì sẽ là phân khu Kinh Đô, những căn biệt thự và song lập. Và phân khu sao biển này thì hiện tại đang có các vị trí trong giỏ hàng từ phía chủ đầu tư với những căn shop house diện tích đất vừa phải và phù hợp với anh chị nào mà vừa mua để ở, vừa mua để kinh doanh, vì đây là mô hình shop house. Có những vị trí của những căn shop house mà nó gần với Vincom cũng là cái vị trí rất là đẹp để chúng ta có thể mua sở hữu được. Và với giá bán của phân khu sao biển thì sẽ dao động từ khoảng 10 cho đến khoảng 12 tỷ là anh chị sẽ sở hữu được một căn shop house tại phân khu sao biển với diện tích đất từ khoảng 58 cho đến khoảng 70 m² anh chị nhé. Nếu anh chị thanh toán sớm thì chúng ta sẽ được chiết khấu vào giá bán từ 18 cho đến khoảng 19,3%, nó tùy từng sản phẩm và theo cái chính sách bán hàng tại thời điểm công bố. Và với vị trí như chúng ta thấy tiếp giáp với Vincom, rất là gần Vincom đây. Đây là quỹ đất mà Vincom đang xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất của Vingroup tại chuỗi đô thị Vinhome Ocean Park, lớn hơn cả Vinhome Ocean Park 1. Thì đây là tổ hợp Vincom lớn nhất trong chuỗi khu đô thị mang thương hiệu Vinhome Ocean Park. Chúng ta có các cái sản phẩm shop house sao biển của đường số 11 với diện tích đất đâu đó khoảng 67,5 m², diện tích xây dựng khoảng 285 m², xây hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng. Chúng ta có giá bán niêm yết sẽ là 12 tỷ. Nếu anh chị thanh toán theo tiến độ sẽ chiết khấu đi còn đâu có đó khoảng 9,9 tỷ. Và chúng ta đã sở hữu được một căn shop house vừa kinh doanh vừa ở gần Vincom. Còn phía trong này chúng ta có các cái sản phẩm khác sẽ gần với công viên trung tâm Empire Park 7,5 hectare hay là cụm cao tầng của phân khu sao biển. Đặc biệt hơn thì ngoài phân khu sao biển, chủ tư còn có các sản phẩm của phân khu Cọ Xanh với các căn liền kề, các căn biệt thự tứ lập. Liền kề thì sẽ có diện tích đất từ khoảng 52 đến khoảng 70 m², còn biệt thự tứ lập sẽ là 120 m². Các căn đơn lập, view công viên, song lập view công viên sẽ có giá bán khoảng từ 34 cho đến khoảng 50 tỷ một sản phẩm. Còn với những căn liền kề góc diện tích đất đâu đó trên 100 m² thì sẽ có giá bán khoảng từ 17 đến khoảng 20 tỷ. Và hiện tại thì phía chủ đầu tư đang áp dụng cái chính sách mà hỗ trợ anh chị vay vốn với lãi suất là 0% trong thời gian 36 tháng và từ năm thứ tư đến năm thứ 11 chúng ta sẽ được hỗ trợ vay lãi suất cố định là 7%.
8% trên năm, cố định luôn là 8% trên năm. Và đây là những hình ảnh tiến độ mới nhất của Vinhome Ocean Park 2. Những phân khu sao biển, cọ xanh, hải âu và các trục đường ở phía trong. Hiện tại thì dự án Vinhome Ocean Park 2 gần như là đã hoàn thiện phần thô, hoàn thiện mặt ngoài rồi. Chúng ta mua các sản phẩm ở đây là anh chị yên tâm về pháp lý. Đã có một số phân khu đã ra được sổ rồi và hiện tại đang tiếp tục làm sổ của các phân khu hải âu. Hải Âu đã có thông báo làm sổ rồi và phân khu cọ xanh sau đây sẽ có sổ. Và khi có sổ thì tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp của các cái phân khu nằm trong khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 nó sẽ rất là sôi động. Và những căn nhà của anh chị ở đây thì đã đảm bảo mọi yếu tố về pháp lý của một bất động sản rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Chúng ta mua nhà chúng ta chỉ cần thanh toán 30% là anh chị có thể đề xuất nhận bàn giao nhà để chúng ta sớm hoàn thiện về ở hoặc là anh chị có thể kinh doanh. Và ở đây thì chúng ta còn có các cái sản phẩm shop house sở hữu vị trí vô cùng đắc địa. Những căn nhà mà mái ngói đỏ ở trên màn hình anh chị đang nhìn thấy sở hữu hai mặt tiền với vị trí gọi là chiến lược, nằm tại trục đường chính rộng đến 35m 6 làn xe, đối diện với quỹ đất phát triển công viên trung tâm rộng 7,5 hecta và 9 tòa căn hộ của phân khu cao tầng do Masterise phát triển. Thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm sẽ có cái sự tăng trưởng đột biến về giá bán và tiềm năng anh chị khai thác kinh doanh được ngay tại thời điểm anh chị mua về là chúng ta có thể khai thác được kinh doanh dòng tiền được hoặc cho thuê được. Vì với cái vị trí shop house này với hai mặt tiền của một căn tiêu chuẩn, mặt sau sẽ hướng ra các cái dãy nhà của các phân khu như cọ xanh hải âu, mặt trước sẽ hướng thẳng ra mặt đường biển xanh đối diện với cụm 9 tòa chung cư. Sau này thì phía chủ tư họ sẽ thi công những tòa chung cư này thì cái lượng công nhân đến đây làm nó sẽ lên đến hàng nghìn người. Và cái việc công nhân làm thì sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái nhu cầu về sinh hoạt, ăn uống, dịch vụ. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ kinh doanh tại những căn shop house mặt đường biển xanh này, chúng ta phục vụ cho công nhân, cán bộ, kỹ sư khi mà họ phát triển dự án phân khu cao tầng của Vinhome Ocean Park 2. Hiện tại thì Vinhome Ocean Park 2 chưa phát triển phân khu cao tầng, hiện tại mới đang làm ở quanh hồ Tạo Sóng và phía đối diện với những căn shop house mặt đường biển xanh rộng 35m này sẽ là 9 tòa chung cư cao cấp của phân khu cao tầng và một công viên chủ đề. Thì chúng ta đầu tư những căn shop house sở hữu hai mặt tiền tại đường biển xanh với giá tiền chúng ta thanh toán sớm hay là thanh toán theo tiến độ thì chúng ta sẽ mua đâu đó chỉ khoảng 21 đến khoảng 22 tỷ đồng một sản phẩm. Một căn shop house sở hữu 120m2 đất, sở hữu lâu dài, mặt tiền 6m, chiều sâu căn nhà 20m và nằm đối diện với cụm tòa chung cư. Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, đặc biệt là tại các phân khu mà chủ tư đang mở bán với chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng 0%. Nếu mà anh chị thanh toán theo tiến độ hay thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 19,3% vào giá bán. Ngoài ra thì chúng ta còn được chủ tư tặng thêm những chiếc xe VF8 và VF9 áp dụng cho những sản phẩm, những căn có giao dịch dưới 13 tỷ. Khi anh chị ký hợp đồng mua bán hay chuyển nhượng hợp đồng mua bán, chúng ta sẽ được tặng xe VF8. Và với những căn mà có giá trị khi mà chúng ta ký hợp đồng trên 13 tỷ, anh chị sẽ được tặng những chiếc xe VF9. Và anh chị nào đang quan tâm về các sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, tại các phân khu đang mở bán từ thị trường chuyển nhượng thứ cấp, từ hàng ký mới của chủ đầu tư, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.